ra ngoài đây không ăn xin ra ngoài không, không vô cho xin miếng tiền để hai bà cháu ăn đỡ đói qua ngày. À, không cảm mà tại vì bé cháu vô được chứ bà già quá vô được. Thôi giờ anh chỉ giùm tôi coi cái chỗ nào mà ăn rẻ đó. Dạ mà chảnh hả? Đi ra ngoài. Tại không có tiền ăn chỗ sang, giờ có kiếm chỗ nào có ít tiền. Nè, không chuyển tài khoản cho ngoại phải không? Để tiền. Ngài có tài khoản không ngoại? Có tài khoản. Chuyển khoản cho. Chuyển khoản. Có tiền lớn không ạ? Giờ con xài thẻ ATM hay Visa? Visa. Nói Visa đi, cậu có không có ATM. Con có mấy chục tỷ không? Nói đi rồi bà thanh toán bà thối tiền. Mình gửi tài khoản qua đây đi con chuyển cho mấy tiền. Con lấy tiền con mua. Anh cũng cho. Thôi người ta xem thử. Con ngoại.